Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, giai đoạn từ nay tới Tết Nguyên Đán 2024, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, phát tài bất ngờ nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Chấn động, thầy tử vi tiên tri cực chuẩn, tuổi Mậu Thân 1968, từ nay tới Tết 2024, số đỏ hơn son, tiền đến ầm ầm. Thưa quý cô bác tuổi Mậu Thân kính mến, có đôi lời tâm sự như thế này mà Minh Đường Tử Vi muốn tuổi Mậu Thân 1968 cần phải nhớ. Hãy thôi ngẫm ngợi về quá khứ, đừng ngần ngại về tương lai. Là bước đi ở hiện tại, nắm lấy từng khoảnh khắc, từng thời điểm, từ khả năng mình có thể bước hôm nay, ngay sau đấy, cái gì tuổi Mậu Thân đã mất, tự khắc nó sẽ vòng về, vì đất trời bao la. Tâm ta rộng nhất, tâm ta bao dung, có thể chứa cả thiên hạ, cũng có thể chứa mọi tổn thương ngang dọc, mọi thất vọng thiệt hơn mà mình đã chất chứa những năm vừa rồi. Đúng từ nay tới Tết 2024, bản mệnh tuổi Mậu Thân sẽ nhận lại tất cả những gì mà họ đáng được nhận, những vinh hoa phú quý, giàu sang, bị tiểu nhân thị phi cản đường bấy lâu nay, thì cũng đã đến lúc tự thành về thân. Cô bác tuổi Mậu Thân muốn biết cụ thể như thế nào, hãy để Minh Đường Tử Vi tiết lộ ngay sau đây dưới video này nhé. Thưa quý cô bác tuổi Mậu Thân kính mến, vấn đề của tuổi Mậu Thân là nhiều sự khó của cô bác phụ thuộc vào người khác, chứ không phụ thuộc vào bản thân, nên dù cô bác có cố và dù cô bác có muốn thì cũng đành để cho sự tùy duyên và tùy vào thiên ý. Thời gian trước, trời không thương, thế không thuận nên hoàn cảnh trêu ngươi thay vì hỗ trợ, tuy nhiên thời gian tới sẽ thuận hòa dần lên, người này sẽ giúp đỡ những người thân trong giai đoạn này. Sẽ dần trở nên dễ đi và dồn dập những vận may bùa vây, những tiểu nhân hãm hại sẽ dần giảm ảnh hưởng. Bắt đầu có một cơ hội gặp quý nhân, có một chút hanh thông, có một chút thuận hòa. Chính vì thế, vì tiền bạc kéo đến, cô bác cũng đỡ vất vả. Quý cô bác tuổi Mậu Thân có biết không, có một câu chuyện như thế này. Trong một ngôi làng có một đợt hạn hán, dân làng quyết định sẽ lập đàn tế lễ, cầu mưa, hôm sau tất cả mọi người đều tập trung để làm lễ. Duy nhất, chỉ có một cậu bé mang theo ô và ủng y như mưa, được gọi là niềm tin tuyệt đối. Minh Đường Tử Vi từng rất thích cái sự tin tưởng tuyệt đối của thân và tin vào bản thân, tin vào bản tính và tin rằng chỉ cần ta muốn, ta sẽ làm được, chỉ cần ta thích, vũ trụ sẽ xoay vần và chung sức giúp ta. Minh Đường Tử Vi rất thích cái sự ngông cuồng, cái sự thẳng thắn, cái sự luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh của con giáp này. Mọi thứ có thể hơi lu mờ vì đời vùi dập chút ít, nhưng Minh Đường Tử Vi biết ở sâu bên trong một Mậu Thân luôn có sự tự tin vào cái bát bất phàm của chính mình. Nên trong giai đoạn này thì hãy chăm chỉ hết sức, hãy nỗ lực hết mình để tìm lại niềm tin, rồi kiên tâm mà bước tiếp. Đây là một giai đoạn quan trọng, một đoạn nhân hóa của cuộc đời. Cô bác thành tầm thường hay được như bản thân cô bác mong muốn, nên cô bác xin hãy cố gắng hết mình để có một cuộc đời bất hối, cháy nhiệt tình, để có một sự thành tựu tăng hoa. Và hãy nhớ rằng, trong cuộc đời của cô bác, chưa bao giờ cô bác cố gắng hết mình vì điều gì cả. Nay tại sao lại không thử dùng cái bất phàm ẩn chứa trời ban, sau đấy cố gắng hết mình để xây dựng một điều gì đó khiến bản thân mình lẫn người khác và chồng trổ si mê, cuối cùng định mệnh phải trải qua một giai đoạn khá là khó khăn. Nhưng xét về phương diện tích cực, khó khăn sẽ giúp cho cô bác phát hiện ra điểm mạnh của bản thân, để thành tích gặt hái được nhiều sau khi vượt lên thử thách cũng sẽ khiến cho cô bác cảm thấy tự hào hơn rất nhiều. Dưới tác động của cục diện tương phá, sự nghiệp của bản mệnh gặp phải khá nhiều khúc mắc do thường xuyên bị đồng nghiệp bên cạnh cạnh tranh, thậm chí bị kẻ xấu phá hoại, nội bộ lục đục cũng khiến cho công việc tiến triển không được suôn sẻ đúng như mong muốn của cô bác. Đây chính là lúc cô bác cần phải dùng kinh nghiệm của mình để bình tĩnh, từ từ giải quyết từng việc, hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Mậu Thân khi còn trẻ
thì cuộc sống không được thuận lợi cho lắm. Khi bước vào trung vận thì mọi sự được tốt đẹp hơn. Đến hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc nhưng vẫn còn nhiều phiền muộn, tiền bạc luôn đủ đầy, không bao giờ phải lo nghĩ về vấn đề này. Những người này có số hưởng thọ từ 82 đến 91 tuổi, những người làm nhiều việc thiện, ăn ở hiền lành, sống tốt đời đẹp đạo thì tự khắc sẽ được gia tăng tuổi thọ. Gia đạo của tuổi Mậu Thân khi còn nhỏ có nhiều rối rắm, tuy nhiên sau khi lớn lên rồi thì gia đạo sẽ được êm ấm, yên vui. Đường công danh của tuổi Mậu Thân không vượt qua mức khá được, từ năm tuổi 36 trở đi, sự nghiệp ngày càng bền vững, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, không bao giờ phải lo nghĩ. Để trải qua 3 tháng cuối năm 2023, thật nhiều thuận lợi và thành công, bản mệnh Mậu Thân cần phải có cái nhìn vừa tổng quát, vừa chi tiết về vận mệnh của bản thân trên nhiều phương diện qua bài luận tổng hợp dựa trên lá số tử vi của mệnh chủ dưới đây. Đối với nam mạng, xét về đường công danh, sự nghiệp, mệnh chủ tuổi Mậu Thân 1968 trong năm 2023 sẽ không có quá nhiều biến động, được quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn suôn sẻ, hanh thông. Tuy vậy, với người nam tuổi Mậu Thân 1968, đường làm ăn buôn bán trong năm nay nên cẩn thận về vấn đề hàng hóa, nên làm ăn ngay thẳng, liêm chính để phòng liên can tới pháp luật. Năm 2023, đảm bảo kinh tế luôn đủ đồng ra đồng vào, tốt nhất không nên cho người lạ vay mượn tiền, bởi khó khăn ắt sẽ khó đòi, hạn chế việc hùn hạp làm ăn, tránh mất mát không mong muốn. Năm nay, gặp hạn ngũ mộ, nam mệnh đi ra đường không nên mang theo quá nhiều tài sản, để phòng trộm cướp bất ngờ. Theo tử vi của tuổi Thân, mệnh chủ trong năm 2023 có thể xem xét về dành tiền, tài sản của mình để gửi tiết kiệm. Tiết kiệm sẽ giúp nam tuổi Mậu Thân 1968 vừa sinh lời hàng năm, vừa đảm bảo không chi tiền vô cớ mà còn có khoản để lại cho quãng về già. Gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 trong năm 2023 cần cố gắng trong việc giữ gìn hòa khí gia đình và các mối quan hệ tương hợp giữa các thành viên. Gia đạo mệnh chủ năm nay, sao thủ tú có thể xảy ra bất hòa do tiểu nhân đố kỵ mà gièm pha. Tuy nhiên, xét thấy đều có thể dễ dàng gỡ bỏ khúc mắc, chỉ cần bản mệnh biết cách lắng nghe và kiểm soát cảm xúc, cũng như lời nói của chính mình, học cách bao dung và cảm thông cho những người thân xung quanh mình. Năm nay, người nam tuổi Mậu Thân 1968 có thể sẽ nhận ra được nhiều điều về sức khỏe bản mệnh, biết trân trọng sức khỏe và quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Ở độ tuổi 56, mệnh chủ biết cách làm tự lo cho chính mình, dần buông bỏ bớt công việc để nghỉ ngơi, thư giãn và tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn. Cũng trong năm nay, dù đứng trong từng trường hợp nào, tốt nhất nam tuổi Mậu Thân hãy nên cố gắng giữ cho tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng, tâm thái an nhiên, tránh gây tâm bệnh. Mệnh chủ tuổi Mậu Thân 1968 năm nay không phạm thái tuế. Trong năm 2023, mệnh chủ tuổi Mậu Thân 1968 nam mạng sẽ phạm đại kỵ tam tai, tốt nhất không nên làm những việc trọng đại trong năm này. Mệnh chủ trong năm nay sẽ phạm hạn kim lâu tử, nên cố gắng lắng nghe và thông cảm cho con cái trong năm nay, đề phòng bất hòa, mâu thuẫn. Mệnh chủ Mậu Thân năm nay cũng phạm vào hạn hoang ốc, do vậy cần cẩn trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ gia đình. Xét thấy, năm nay thích hợp cho mệnh chủ trong việc xây dựng nhà cửa, có khả năng sẽ mang lại điềm lành, điểm tốt cho bản mệnh và gia đạo trong năm. Còn riêng với nữ mạng, mệnh chủ tuổi Mậu Thân 1968 trong năm 2023, đường công danh sự nghiệp khá tốt đẹp, công việc gặp nhiều may mắn, có người luôn âm thầm giúp đỡ, tương hỗ việc làm ăn của bản mệnh. Đặc biệt trong năm nay, mệnh chủ có thể cứ lựa chọn ngày tốt, thông qua lịch âm dương để xem xét đầu tư cộng tác làm ăn, khả năng cao sẽ gặp nhiều thuận lợi, đạt được kết quả ngoài mong muốn. Trong năm 2023, mệnh chủ cần cẩn thận, hao tổn tiền của, nên biết chi tiêu hợp lý, sáng suốt, thông minh, ra ngoài không mang quá nhiều tiền bạc để phòng trộm cướp lộng hành. Xét về nguồn thu chi, thấy khá ổn định, tiền bạc luôn đủ chi tiêu, thậm chí dư giả đôi chút, hãy luôn dành lại nó để tạo nền móng tài chính vững chắc khi cần dùng đến. Theo tử vi chọn đời của tuổi Thân nhận định, mệnh chủ tuổi Mậu Thân 1968 trong năm 2023, chuyện gia đạo trong ngoài tương đối hòa hợp vì bản tính luôn xem trọng tình cảm, nên gia đình mệnh chủ luôn biết cách bao dung, dung hòa, kết nối các thành viên. Do vậy, dù có xảy ra mâu thuẫn hay hiểu lầm, đều dễ dàng xóa bỏ, duy trì cuộc sống gia đình yên vui, hạnh phúc. Gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 nữ mạng
năm 2023 nên học cách chăm sóc sức khỏe bản thân thật chu đáo. Năm nay nên chú trọng nhiều về vấn đề xương khớp, tham khảo các thực phẩm bổ sung chức năng, hỗ trợ xương khớp, tích cực vận động thể thao thường xuyên cho xương khớp dẻo dai, linh hoạt. Đến tuổi này nữ mậu thân sẽ càng biết trân trọng sức khỏe của bản thân hơn, không chỉ chăm lo cho sức khỏe thể chất, mệnh chủ nên quan tâm tới đời sống tâm hồn, luôn giữ cho mình một tâm thái an nhiên, nhẹ nhàng, tự tại, suy nghĩ lạc quan, tích cực. Mệnh chủ tuổi Mậu Thân 1968, năm nay không phạm hạn thái tuế. Năm 2023 này, mệnh chủ sẽ phạm vào đại kỵ tam tai, năm nay mệnh chủ không nên tiến hành những việc trọng đại. Gia chủ tuổi này sẽ không phạm hạn kim lâu. Mệnh chủ Mậu Thân năm 2023 sẽ không phạm vào hạn hoang ốc. Năm 2023, chủ tử tuổi Mậu Thân 1968 nữ mạng, nếu đã tính toán tới chuyện xây dựng nhà cửa từ trước thì có thể tiến hành. Tuy nhiên, do phạm hạn tam tai nên để an tâm hơn, nữ mệnh có thể mượn tuổi người trưởng thành trong gia đình để làm tuổi đẹp tiến hành. Thưa quý cô bác tuổi Mậu Thân 1968 kính mến, sống tới từng này tuổi rồi nhưng cô bác đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người của mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé! Người tuổi này rất chú trọng không khí gia đình hòa thuận, họ đối xử với mọi người rất hòa nhã, thân thiện, coi trọng tình cảm máu mủ, yêu quý và tôn trọng người già, họ có thể hy sinh tất cả vì các con của mình mà không đòi hỏi bất kỳ một sự đền đáp nào. Họ cũng là những người vô cùng hiếu khách, luôn chân thành, thẳng thắn và bình đẳng với bạn bè, thích đấu tranh với sự bất công và hay giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, họ không giỏi trong việc xử lý mối quan hệ mang tính chất trên dưới. Những người tuổi Mậu Thân là những người rất trung hậu, nho nhã và độ lượng. Họ thích nghệ thuật, có năng khiếu diễn xuất, khả năng ăn nói rất tốt và thường không nhượng bộ người khác. Họ có lòng tự tôn rất cao và thường không chịu đựng được nếu một người nào đó tìm cách xúc phạm đến mình. Nếu ai đó có lỗi với họ, nhất định họ sẽ không bỏ qua và luôn tìm cách để đối đáp lại thật tương xứng. Tuy nhiên, chỉ cần bạn tỏ ra tôn trọng thì họ sẽ trở thành những người chủ nhân tuyệt vời nhất. Học hành không bao giờ là thừa, hãy nhớ trau dồi kiến thức, làm giàu trí tuệ cho chính mình, nâng cao năng lực của bản thân, cũng chính là giúp cho vận trình thêm phần tăng tiến. Bản chất là người thông minh, tài hoa, Mậu Thân chỉ cần cố gắng phát huy thật tốt là sẽ giành được những thành công to lớn, nhiều người ngưỡng mộ. Về đường tình cảm, nam nữ tuổi Mậu Thân có đào hoa khá vượng, họ rất có tình duyên với người khác phái, nhân duyên tốt giúp họ có được sự giúp đỡ của những người khác vái, cũng như có được những mối nhân duyên lãng mạn. Cuộc sống sau hôn nhân của con giáp này khá bình yên, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau. Tuy nhiên, vận trình tài lộc của người tuổi Mậu Thân có phần bất ổn với những nhiều nốt thăng trầm, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần để ứng phó với những biến cố có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân này là thế, tuy năng lực làm việc không tồi nhưng chưa chắc đã nhận được thành quả xứng đáng. Có thể nói, họ là mẫu người giỏi giang trong công việc, chỉ cần làm việc đúng chuyên môn là thành tích sẽ không thua kém bất cứ ai. Nếu tìm được người tài năng cùng hợp tác thì đúng là như hổ mọc thêm cánh, hiệu quả công việc sẽ nâng cao, con đường tiến thân cũng không có gì cản trở. Xem tử vi 12 con giáp thì Mậu Thân trong cung mệnh có tài tinh cao chiếu, theo lý mà nói thì danh lợi đủ đầy, hoạnh tài cũng không thiếu, cơ may tài lộc đến bất ngờ từ khắp mọi nơi. Song cái điểm xui cũng có thể đến ngay từ đó, nếu bản mệnh không biết điểm dừng, không biết đủ, thấy tiền bạc về tay mà ăn tiêu xả láng, lại có tâm hồn cờ bạc, lô đề thì tiền núi cũng hết. Khả năng quản lý tài chính là điều mà con giáp này cần phải không ngừng học hỏi và rèn luyện để được tài lộc trong năm nay. Tam hợp, nhị hợp của tuổi Mậu Thân 1968 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nhé! Tuổi Thân được chia tam hợp trong nhóm tuổi kiên trì, trong đó còn có tuổi Tý và tuổi Thìn. Con giáp này là những người thuộc tuýp người kiên trì, chiến đấu và sẵn sàng ứng chiến trong mọi hoàn cảnh. Những người thuộc nhóm này là những người làm nhiều nhưng họ ít bộc lộ, họ tốt bụng và luôn luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ người khác. Nhị hợp của người tuổi Thân là tuổi Tỵ, là vì hành hỏa của tuổi Tỵ sinh ra hành kim của tuổi Thân và ngược lại. Khi hai tuổi này cùng nhau, họ sẽ tạo ra nhiều điều bất ngờ, hợp tác cùng nhau phát triển về mọi mặt. Bên cạnh đó, hai con giáp này ở cạnh nhau sẽ hanh thông về tài vận và nếu nên duyên, cặp đôi này sẽ có hoạnh tài. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Mậu Thân 1968 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn và tháng phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 âm năm 2023.
Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch, rơi vào vòng xoáy đấu đá, cạnh tranh gay gắt. Sang tháng Quý Hợi, người tuổi Mậu Thân sẽ có thể rơi vào vòng xoáy đấu đá, tranh đấu nơi nội bộ rất gay gắt. Chưa cần biết ai hơn ai thiệt, chỉ thấy hiệu quả công việc giảm sút đáng kể. Bản mệnh cần nghiêm chỉnh giữ mình, tiết chế cảm xúc, sẽ hạn chế tình huống xấu xảy ra. Tháng có thái âm chiếu mệnh, tài lộc của người tuổi Mậu Thân có dấu hiệu khởi sắc, nhưng ở mức độ vừa phải, chia thực sự mạnh, kinh doanh buôn bán khá suôn sẻ. Những đầu tư mạo hiểm có thể gây ra phá tài, chịu ảnh hưởng của điếu khách hung tinh, gia đình bản mệnh có thể tang sự, nên chuẩn bị sẵn tâm lý sẵn sàng để đón nhận mọi chuyện. Ngoài ra, có âm sát hung tinh ảnh hưởng, chú ý họa huyết quang, tai nạn bất ngờ hoặc bệnh cũ tái phát. Tử vi tháng 10 năm 2023 của tuổi Mậu Thân, thời điểm này vận đào hoa của bản mệnh khá vượng, nhưng chỉ là thoáng qua. Có thể mang tới mối nhân duyên tốt lành, nhưng chưa chắc đã thành công, gia đạo có chút bất ổn, đời sống hôn nhân thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ. Tử vi sự nghiệp, Thân Hợi gặp nhau y như rằng có dấu hiệu cạnh tranh, đấu đá nội bộ. Bởi thế, tuổi Mậu Thân khó lòng thoát khỏi vòng xoáy này, bản mệnh chỉ có thể tiết chế cảm xúc, hạn chế chuyện bao đồng, để giảm mức độ bị ảnh hưởng mà thôi. Dù ít hay nhiều, khi tâm lý đấu đá ảnh hưởng, hiệu suất công việc khó mà cao được. Đã vậy, bản mệnh đối mặt với không ít sự cố xảy ra, đòi hỏi phải thật linh hoạt và bình tĩnh để xử lý. Có câu càng trên cao gió càng lớn, những ai giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo cần hành sự thận trọng, tránh bị kẻ xấu hãm hại sau lưng, cần tỉnh táo khi sử dụng những người thân tín bên cạnh, kẻo bị phản bội. Để giải tỏa những căng thẳng trong công việc, người tuổi Mậu Thân có thể ứng dụng phong thủy phi tinh vào đời sống hàng ngày. Cụ thể, trong tháng tứ lục và bát bạch cát tinh đồng cung ở hướng đông nam, tại đây có thể đặt nhiều biểu tượng tháp văn xương để kích hoạt nguồn tích cực, từ đó thúc đẩy công việc được thuận lợi, hạn chế những xui xẻo gặp phải. Tử vi tài lộc, với sự xuất hiện của thái âm, chủ điền sản, tiền của chiếu mệnh, mang tới nhiều may mắn nhất định về tài chính cho người tuổi Mậu Thân trong tháng 10 âm lịch này. Tuy nhiên, mức độ may mắn chỉ ở mức vừa phải, tiền bỏ túi nhiều hay ít, tùy thuộc vào những quyết định táo bạo và sự nỗ lực không ngừng của bản mệnh. Bạn là chính, nếu nắm trong tay hạng mục đầu tư liên quan tới đất đai, bất động sản, tuổi Mậu Thân hoàn toàn có thể tự tin khi tiến hành các giao dịch, tỷ lệ thành công là khá cao, bạn thu về không ít lợi nhuận. Trong tháng, có khả năng bản mệnh sẽ phải đổi chỗ hoặc nơi làm việc, tính chất công việc cần mất khoảng thời gian đầu để thích nghi và ổn định mọi thứ. Vì thế, làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, tránh nóng vội mà hỏng việc. Luôn nhớ rằng, tháng có hung tinh ngấm ngầm gây ra những biến động về tài chính. Nếu không hành sự thận trọng, suy nghĩ kỹ càng, rất dễ rơi vào tình trạng tiền đầy túi, vào lại ra, khó mà tích lũy được. Tử vi tình duyên, theo dõi tử vi hàng tháng, vận đào hoa của người tuổi Mậu Thân dần khởi vượng trong những tháng cuối năm 2023 này. Tuy nhiên, ở mức độ chưa quá mạnh vẫn chỉ có thể là thoáng qua, mang tới nhiều mối nhân duyên tốt, nhưng diễn biến tình cảm thế nào, chưa ai nói trước được điều gì. Tuổi Mậu Thân vốn có lối sống phóng khoáng, ghét phải ràng buộc bởi những mối quan hệ mập mờ. Vì thế, bạn sẽ có xu hướng rõ ràng hóa các mối quan hệ để tìm cho mình đối tượng thực sự phù hợp. Sự chủ động đó luôn tạo ra nét cuốn hút riêng ở bạn. Gia đạo có chút bất ổn, đời sống hôn nhân thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ, đó là nguyên nhân chính khiến vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, để phòng âm sát ngấm ngầm, mang kẻ thứ ba đến phá hoại hạnh phúc gia đình. Tử vi sức khỏe. Xem tử vi năm 2023, sức khỏe của tuổi Mậu Thân xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong tháng 10 âm lịch này, một phần là vì bản mệnh sinh cho thái tuế, phần khác lại do những hung tinh chủ tang tóc, buồn rầu, ảnh hưởng như điếu khách, âm sát, cả tâm lý và thể chất đều bất ổn. Dù có chuyện đau buồn gì xảy ra đi nữa, tuổi Mậu Thân cũng nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đón nhận, đừng vì quá đau thương mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài ra, trong tháng bản mệnh cần chú ý đi lại thận trọng, tránh bị họa huyết quang hoặc tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó nên chú trọng nghỉ ngơi điều độ, luyện tập thể thao hợp lý, tăng cường sức đề kháng để chống lại bệnh tật. Tiết trời mùa đông có thể chuyển lạnh đột ngột, tuổi Mậu Thân chú ý giữ ấm cơ thể, nên hạn chế vận động quá mạnh và liên tục trong một khoảng thời gian dài, tránh nguy cơ bị đột quỵ. Tử vi tháng 11 năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, bon chen vất vả nhưng chưa chắc đã được ghi nhận. Xét về cục diện tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch thấy rằng, người tuổi Mậu Thân nên chuẩn bị cho mình một tinh thần mạnh mẽ và một cơ thể thật khỏe mạnh để sẵn sàng vượt qua những trở ngại trong tháng mới. Nguyệt lệnh lâm tuyệt,
nên vận trình sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân trong thời gian này có rất nhiều khó khăn, trở ngại, có thể dự đoán. Cảm giác bạn không được quan tâm nhiều vì việc thay đổi kế hoạch vào phút cuối, những thay đổi ban đầu đòi hỏi bạn thích ghi nhanh, nên bạn vất vả vô cùng, thế nhưng lâu dần thì mọi thứ cũng thành quen, bạn phản ứng nhanh chóng hơn, nhờ thế mà căng thẳng cũng được nhẹ. Trong khoảng thời gian này, cũng có nhiều vấn đề cạnh tranh, bản mệnh có cảm giác không vui khi mình phải bon chen hoặc cố tìm lợi thế cho mình, tránh bị gây hại, đó là những lý do, những lời đồn đại xấu về bạn, có sự ghen ghét giữa người làm được và người làm không được. Tháng này, bản mệnh cũng cần phải lưu tâm nhiều hơn tới khía cạnh thể lực và có ngũ quỷ hung tinh gây hại cho sức khỏe của bản mệnh. Đó có thể là kết quả của việc bạn thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, phải đấu tranh tâm lý trong công việc vào khoảng một thời gian dài. Về tình cảm, ngũ hành tương sinh cho thấy đào hoa ghé thăm, nhưng phụ nữ là bản mệnh chớ lẳng lơ, ai cũng thích, ai cũng mở lòng. Nên có một số quy tắc cho riêng mình, khi bạn đoan trang, không cẩn thả, không bông đùa mới nhận được sự tôn trọng của đối phương. Tử vi tháng 12 âm năm 2023. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, khó đạt được hiệu quả như mong đợi, dễ hao tốn tiền của. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch. Ở thời điểm cận kề năm mới, tuy tuổi Mậu Thân rất muốn mọi việc diễn ra suôn sẻ và có sự đột phá rõ ràng, nhưng rất tiếc, may mắn vẫn chưa đứng về phía bạn, không ít kế hoạch chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, vận khí khá ảm đạm. Tháng này, nguyệt lệnh lâm đất tử, trạng thái tinh thần của con giáp này khá bất ổn, cảm xúc lên xuống thất thường, có thể gây ảnh hưởng tới sự nghiệp. Bạn rất dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt là làm xấu đi các mối quan hệ và còn khiến bản thân thiếu đi sự bình tĩnh. Các quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, sự nghiệp đứng trước nhiều nguy cơ, đề phòng với vận tiểu nhân trong tháng này. Trong tháng chạp này, tài lộc của người tuổi Mậu Thân cũng không có nhiều điểm sáng, tiểu hao có thể gây ra những tác động khiến hao tốn tiền của những người làm công ăn lương. Cần cẩn thận với công việc của mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Chuyện tình cảm kém sắc, khoảng thời gian vui vẻ bên nhau thì ít, mà cãi vã thì nhiều. Dù là các cặp vợ chồng hay những cặp đôi đang yêu, đều khó tránh khỏi mâu thuẫn. Bất đồng, khúc mắc không sớm hóa giải, sẽ khiến không khí gia đình trầm lắng, ảnh hưởng tới mọi thành viên trong nhà, việc đón Tết cũng thiếu phần hân hoan. Đồng thời, áp lực công việc trong tháng cũng thường khiến những chú khỉ cảm thấy chán nản, mệt mỏi, nóng trong người, bạn cần phải suy nghĩ thoáng hơn. Khi ăn uống để tránh những đồ cay nóng, nên bổ sung nhiều loại hoa quả và rau xanh, ngoài ra chú ý ảnh hưởng của thiên hình, có thể gây chấn thương, họa huyết quang. Thưa quý vị, Phật dạy rằng, nghe chuyện tâm linh về thề độc, bạn sẽ không dám thề thốt cho vui mồm, chúng ta thường nói, lời nói gió bay. Thế nhưng những người lại khá cẩn trọng trong lời nói vì họ tin rằng lời mình nói ra luôn có thần linh chứng giám. Họ tin rằng trên đầu ba thước có thần linh, mỗi hành vi lời nói của con người đều là được thần linh thống tỏ, ghi chép lại hết, chỉ chờ đến thời điểm là thể sẽ linh nghiệm. Văn hóa truyền thống phương Đông và phương Tây đều rất coi trọng lời thề, coi đó là lời thề ước của con người và trời và thần. Tuyệt đối tôn nghiêm thần thánh, bạn chớ vội vàng khi chưa hiểu nghiệp lời báo thề, nếu tùy tiện phát lời thề độc, coi thường nhân quả, đều phải chịu kết cục bi thảm. Cuộc đời chuyên chuyên vì thề độc, một trong những chuyện tâm linh về thề độc đáng sợ nhất, đó là về một tỳ kheo, ở thời Đức Phật còn tại thế, sau khi tu tập đủ chứng đắc quả A-La-Hán, có nói về nhân quả. Trước đời, khiến bản thân phải chịu không ít khổ cực, vào đời quá khứ, cô từng làm vợ của một vị trưởng giả rất giàu có. Có người tiểu thiếp sinh được đứa con trai, nhưng vì cô sợ bị thất thế, không được coi trọng như trước, nên giết chết đứa trẻ. Thế nhưng, khi bị người tiểu thiếp chỉ đích danh, từ chối, đây là cô phát đẩy lời thề độc rằng, nếu quả thật tôi giết con của thì chồng tôi sẽ bị rắn cắn, con tôi sinh ra sẽ bị nước trôi, bị sói ăn thịt, tự tôi sẽ ăn thịt con mình, thân tôi sẽ bị chôn sống, cha mẹ và người nhà tôi đều sẽ bị lửa lớn thiêu chết. Với tội ác này, cô chết bị đọa vào địa ngục, chịu vô số những khổ đau, đau đớn, sau khi chịu tội ở địa ngục xong, được sinh làm con gái của một vị phạm trí. Thời điểm cô mang thai, sắp đến ngày sinh nở, có việc nên phải cùng chồng đi về nhà cha mẹ, sinh con trong đêm, thì chồng bị một con rắn độc cắn chết, dù khóc than buồn khổ, nhưng sáng mai tỉnh dậy, cô phải một tay dắt đứa con lớn, bồng đứa con nhỏ đi tiếp, lúc này vượt qua một con sông, để đứa con lớn ở bờ sông, để bế đứa con nhỏ bơi qua sông nước, đặt con trên bờ, rồi mới quay lại đón đứa con lớn. Thấy mẹ quay lại đón đứa lớn, vội vàng ra gần bờ,
Không ngờ liền bị nước cuốn trôi đi mất, quay lại chỗ đứa con nhỏ thì nó đã bị con sói ăn thịt mất, trong 2 ngày mất cả chồng lẫn con. Đến khi về nhà thì bố mẹ vừa bị chết cháy cách đây vài ngày, một người bạn thân của gia đình đưa về nhà nuôi dưỡng, về sau cô tái hôn với một người khác. Một người chồng say rượu trở về nhà, ông liền trói cô lại, rồi đánh đập tàn độc, nấu thịt cho một đứa con mới sinh bắt ăn, vì sợ hãi nên dù ruột đau như cắt, cô vẫn phải ăn. Sau đó, cô bỏ trốn nước Ba Lai lại, dừng nghỉ trước một gốc cây, gặp một người vừa chết vợ, sau này yêu thương mà nên duyên vợ chồng, nhưng được vài hôm thì ông này cũng bị chết. Theo luật của nước ấy, nếu vợ chồng vẫn còn đang sống với nhau thì khi chồng chết, vợ phải chôn theo. Thế là cô bị chôn theo chồng. May thay lúc đó, có một bọn trộm cắp kéo lên đến đào mộ để lấy của cải, nhờ đó mà được cứu ra sống. Không biết đời trước mình đã phạm tội gì mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã phải liên tục gặp những tai họa khủng khiếp đến như thế. Khi nghe biết Đức Phật Thích Ca đang ở một nơi tịnh xá Kỳ Hoàn, ta liền đem đến chỗ Phật, cô xin cầu được xuất gia, vì trong quá khứ đã có lần cúng dường thức ăn cho một vị Phật Bích Chi, lại có nhân đó tu duyên thiện lành, nên nhờ nhân duyên ấy mà đời này được gặp Phật, cuối cùng tu tập, làm chứng đắc quả A-la-hán. Vâng, cảm ơn quý cô bác đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc cô bác cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.